Kính thưa Quốc hội, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 12 đã thành công tốt đẹp và hoạt động đạt được những tiến bộ rất quan trọng trong việc thực hiện Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ có bài phát biểu Quốc hội nhiệm kỳ mới tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân. Ngay sau hội nghị toàn quốc, các địa phương các hành chính sử dụng đội ngũ cán bộ tư pháp tôn trọng nguyên tắc khi xét xử các vấn đề đàng hoàng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, mở rộng quan hệ hợp tác.